chào quý vị, bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình thời sự tối nay 30 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ tổ chức hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực doanh nghiệp. Khai mạc hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6 khóa 5. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong phần tin thế giới, Đảng Nhân dân Campuchia thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Lào phối hợp với Hàn Quốc và Thái Lan điều tra vỡ đập thủy điện. Nhiều vùng đất có thể bị nước biển nhấn chìm do biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 7, một hội nghị toàn quốc quy mô lớn nhất từ trước đến nay về thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đã được Chính phủ tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành trung ương và nhiều địa phương trong cả nước đến dự. Với chủ đề thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hội nghị sẽ thảo luận tìm ra giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư vào nông nghiệp. Cả nước hiện có 49,6 ngàn doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cả sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản, các dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp. Trong đó, trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp là 7.600 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã tạo ra hơn 4,5 triệu việc làm, chiếm 32,5% lao động của toàn bộ doanh nghiệp. Năm 2017, Việt Nam có hơn 9 mặt hàng nông sản xuất khẩu, đạt kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm 2018, nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu cao như thủy sản đạt hơn 3,9 tỷ đô la Mỹ, cà phê đạt 2 tỷ đô la Mỹ, rau quả đạt 2 tỷ đô la Mỹ, gạo đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, hạt điều đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành nông nghiệp nước ta vẫn còn phát triển thiếu bền vững, năng suất chất lượng hiệu quả chưa cao, sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm còn thấp. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, quy mô nhỏ, đầu tư cho nông nghiệp còn thấp, ứng dụng khoa học công nghệ chậm. Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thị trường tiêu thụ nông sản còn thiếu ổn định. Để giải quyết những yêu cầu trên, việc thúc đẩy doanh nghiệp, trong đó có các hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Tại hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, các bộ trưởng, thành viên chính phủ đã trả lời đối thoại với các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia về nhiều vấn đề, nhất là doanh nghiệp nông nghiệp, một lực lượng được xác định có vai trò trụ cột thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Đoàn công tác của tỉnh ủy do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dẫn đầu đã có chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình nông nghiệp, trong đó có mô hình hội quán, chia sẻ kinh nghiệm trong nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay, đoàn đã báo cáo kết quả chuyến đi tại cuộc họp Thường trực tỉnh ủy do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Theo đánh giá của đoàn, hoạt động của hội quán đã mở ra một hướng đi mới trong công tác dân vận, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội ở nông thôn, đáp ứng nguyện vọng của nông dân, đồng thời giúp cán bộ đảng viên nhận diện rõ hơn những bất cập của nền hành chính vận hành bằng các mệnh lệnh một chiều, lập kế hoạch từ trên xuống. Hầu hết hội quán nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp đều gắn với ít nhất một ngành nghề, mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương. Tại các buổi sinh hoạt hội quán, các thành viên trong hội sẽ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, mời các chuyên gia doanh nghiệp giới thiệu những ứng dụng khoa học kỹ thuật mới và cách tiếp cận thị trường. Nội dung sinh hoạt của hội quán không chịu sự chỉ đạo của chính quyền các cấp mà do các thành viên hội quán tự quyết định. Báo cáo kết quả chuyến đi học tập kinh nghiệm về nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp, đoàn công tác tỉnh ủy đề nghị Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình hội quán chia sẻ kinh nghiệm trong nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nghiên cứu, báo cáo Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc thành lập mô hình phù hợp nhằm thúc đẩy những cách làm hay, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, về chính sách, kết nối thông tin thị trường, tạo động lực cho người nông dân trong sản xuất. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 tại thành phố Vũng Tàu, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6 khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2020, nhằm đánh giá tình hình kinh tế hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời thảo luận thông qua một số nội dung quan trọng về kinh tế hợp tác xã. Đến dự có ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế hợp tác xã trong cả nước có nhiều khởi sắc. Số hợp tác xã thành lập mới, hoạt động hiệu quả có xu hướng tăng. Cả nước thành lập mới 2.208 tổ hợp tác, 1.013 hợp tác xã. Hiện tại, cả nước có 21.026 hợp tác xã đang hoạt động với trên 6,5 triệu thành viên, 2,5 triệu lao động. Tổng vốn điều lệ là 35.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 3,1 triệu đồng một người một tháng. Trong số này, hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng 60%. Đây cũng là loại hình thực hiện tốt vai trò hỗ trợ cho kinh tế hộ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Từ nay đến cuối năm, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục triển khai quyết định 461 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã Nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, tăng cường công tác triển khai thi hành luật Hợp tác xã năm 2012, đề án xây dựng Hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, triển khai các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tôn vinh 100 tổ hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã tiên tiến tiêu biểu toàn quốc. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6, các đại biểu sẽ thảo luận một số báo cáo quan trọng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, bầu bổ sung thành viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và thông qua các nghị quyết quan trọng về kinh tế hợp tác xã. Thưa quý vị, từ tháng 5 năm 2018 đến nay, giá heo hơi tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Và theo dự báo của ngành chức năng, thời gian tới giá heo tiếp tục ổn định ở mức cao. Đây là mức giá và cũng là thời điểm lý tưởng để người chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu mạnh dạn đầu tư phục hồi và tăng đàn heo trong những tháng cuối năm 2018. Khoảng 3 tháng trở lại đây, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung liên tục tăng mạnh. Hiện giá heo đang dao động ở mức 50-53.000 đồng một ký, có nhiều nơi lên đến 55.000 đồng một ký. Với giá này, người chăn nuôi có lãi từ 1 triệu đến 1 triệu 500.000 đồng một tạ heo. Giá heo giống thời gian gần đây cũng tăng mạnh, hiện một con heo giống 10 ký xuất bán từ 1 triệu đến 1 triệu 100.000 đồng. Mặc dù lãi cao nhưng nhiều hộ chăn nuôi không có heo để bán. Nguyên nhân là sau hơn một năm thua lỗ, nhiều hộ chỉ nuôi cầm chừng và chưa dám tái đàn trở lại. Mình có được chỉ còn có rớt lại lèo tèo có 10 con thôi mà chắc phải 2 tháng nữa. Mà 2 tháng nữa lúc đó nó lại xuống giá nữa lại càng chết. Tại vì cái giá thị trường của Việt Nam mình nó không có đứng một chỗ. Có khi thì lên, khi thì xuống. Thành thử ra nó rất khổ cho nhà chăn nuôi. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, giá heo hơi tăng mạnh là do nguồn cung chưa phục hồi sau khi các hộ chăn nuôi giảm đàn trong đợt khủng hoảng giá năm 2017. Lượng heo cả nước giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, tổng đàn heo cũng giảm gần 70.000 con. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 7 đến nay, Trung Quốc đột ngột gia tăng nhập khẩu. Mỗi ngày có ít nhất hơn 10.000 con heo được thương lái thu gom từ khắp nơi xuất sang Trung Quốc. Do người chăn nuôi vẫn còn dè dặt tăng đàn nên dự báo nguồn cung heo sẽ không tăng nhiều trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhu cầu nội địa và xuất khẩu tiểu ngạch tiếp tục tăng nên giá heo sẽ còn giữ vững ở mức cao. Hiện nay với cái giá hiện nay thì rất tốt rồi. Nếu mà ngành chăn nuôi này gọi là có lợi nhuận tương đối, chứ không phải thấp. Nhưng mà cũng trải qua hơn một năm rưỡi này nó bị lỗ quá nên là dân mình không còn niềm tin nuôi heo nữa. Ngành chăn nuôi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang dần phát triển theo hướng tăng tỷ lệ vật nuôi trong trang trại quy mô lớn, giảm ở quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình. Tính đến thời điểm này, tổng đàn heo trong tỉnh ở mức 430.000 con. Trong đó, trang trại chiếm hơn 60% tổng đàn heo của tỉnh. Đây là chuyển biến tốt bởi các trang trại doanh nghiệp lớn có hợp đồng tiêu thụ ổn định nên không gặp rủi ro về giá cả. Bên cạnh đó, các tiêu chí về chăm sóc dịch bệnh, bảo vệ môi trường cũng được các trang trại doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn. Điều này góp phần tạo dựng thương hiệu và thúc đẩy ngành chăn nuôi và Bà Rịa Vũng Tàu phát triển bền vững. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, xu hướng thanh niên nông thôn bỏ làng lên phố để lập thân lập nghiệp đang có dòng chảy ngược. Nhiều bạn trẻ nông thôn đã chọn cách lập thân lập nghiệp ngay tại nơi mình sinh ra, nuôi mình khôn lớn. Không chỉ bằng tình yêu quê hương mà còn bằng quyết tâm nâng tầm nghề nông truyền thống. Ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề này tại huyện Xuyên Mộc, địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất của tỉnh. Hà Duy Hưng tốt nghiệp Đại học Bà Rịa Vũng Tàu ngành điện công nghiệp nhưng không xin được việc làm phù hợp. Cùng thời điểm này, Hưng biết được thông tin nuôi gà gia công cho một số công ty nước ngoài theo mô hình chuồng lạnh. Tuổi trẻ với khát khao muốn thử sức,
Hưng lao vào tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức và rồi mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư trang trại nuôi gà. Khi đang còn đi học thì mình cũng chưa định hướng về cái tương lai của mình như thế nào. Sau này bắt đầu ra trường mình mới có cái định hướng riêng, khi mình đã đi xin việc, đi tìm hiểu những công việc khác thì mình bắt đầu mình cảm thấy mình nghĩ đến vấn đề nông nghiệp. Đó, thì mình bắt đầu mình tìm hiểu về nông nghiệp nhiều hơn. Cái thời cơ nó đến, rồi cái môi trường mình của mình, nên mình cảm thấy cái thời cơ nó thích hợp thì mình bắt đầu mình làm. Những lứa nuôi đầu tiên Hưng liên tiếp đối mặt với thất bại. Không nản chí, mà ngược lại, Duy Hưng xác định thất bại chính là bài học quý giá để Hưng tiếp tục điều chỉnh. Qua từng lứa nuôi, dù chưa thu lại lợi nhuận kinh tế, nhưng bằng sự nhạy bén, chịu khó, Hưng lại thu được nhiều kinh nghiệm chăn nuôi cho từng giống gà. Tỷ lệ giá trị hao hụt trên tổng đàn theo đó mà giảm dần, đến nay chỉ còn dưới 4%. Với quy mô 40.000 con một lứa, sau khi trừ chi phí, Hưng thu lợi nhuận trên 250 triệu đồng. Hiện Hưng đang có kế hoạch mở rộng trang trại và nuôi thêm vịt. Nguyễn Thị Hồng Lan tốt nghiệp ngành văn hóa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, rồi lại quay về làm phó bí thư đoàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Nhưng điều thôi thúc Hồng Lan quay về là để làm nông nghiệp. Thử sức với nhiều mô hình, trồng rau sạch, trồng nấm bào ngư, nấm sơm và nuôi gà. Mình nghĩ là làm nông nghiệp phải có đam mê. Nói chung là không phải ai cũng làm nông nghiệp thành công cả. Nhưng mà chỉ cần có cái đam mê và có cái sự đầu tư tìm hiểu thì mình nghĩ là làm nông nghiệp không khó. Đi học là phải đi học, cái nhiệm vụ là phải đi học, nhưng mà luôn luôn suy nghĩ là sau khi học xong thì sẽ về làm nông nghiệp và mình chọn nấm là một cái mô hình để mình phát triển. Thử qua nhiều mô hình, thất bại không ít, vẫn không làm Hồng Lan nản chí. Theo vào đó, Lan dần đúc kết được con đường mà mình cần chuyên sâu. Hiện nay, Lan đang tập trung vào mô hình trồng nấm vì nhận thấy đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế mà tiết kiệm nhiều chi phí, vì có thể tái sử dụng meo nấm nhiều lần. Có kinh nghiệm tích lũy từ những lần thất bại, Lan mạnh dạn xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng nấm với quy mô lớn. Những năm gần đây, lao động trẻ tại Xuyên Mộc ở lại địa phương lập thân lập nghiệp ngày càng nhiều. Khác với cách đây 10 năm, theo ước tính của huyện đoàn Xuyên Mộc, hơn 50% thanh niên rời quê để đến những thành phố lớn tìm việc làm. Ở thời điểm năm 2010, thanh niên địa phương có mô hình kinh tế hiệu quả cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì nay hơn 30% thanh niên địa phương chuyên tâm đầu tư vào nghề nông, thu nhập trung bình từ 150 đến hơn 500 triệu đồng một năm. Có mô hình cho thu nhập đến hàng tỷ đồng một năm. Năm 2017, toàn huyện có 26 thanh niên được vinh danh thanh niên làm kinh tế giỏi, 2 thanh niên đạt giải thưởng Lương Định Của, giải thưởng cho những thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tại địa phương do Trung ương đoàn trao tặng. Xuyên Mộc thì nó cũng rất nhiều nền nông nghiệp, nó cũng rất phát triển. Vì cái nhãn này bây giờ, cái thị trường của dân mình bây giờ là cái nhãn này nó rất là mạnh. Thì em cũng có hiểu biết về nông nghiệp nên em muốn nói phát triển và muốn theo lại nghề của ba mẹ. Hàng năm thì huyện đoàn sẽ triển khai ứng dụng khoa học công nghệ 1-2 lớp. Nhờ đó các bạn tham gia tự tổ chức nhiều hơn và tự học hỏi nhiều hơn trên các hệ thống thông tin đại chúng kể như là mạng. Thì các mô hình thì các bạn làm đủ ngành nghề và thấy phù hợp với địa phương. Nơi các bạn đang sinh sống mà cái ngành nghề nào thấy phù hợp thì các bạn sẽ tự thân vận động các bạn làm. Xuyên Mộc đã được tỉnh quy hoạch là một trong ba địa phương của tỉnh xây dựng phân khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với vùng hạ lưu sông Ray, đồng thời cũng có nhiều diện tích được quy hoạch trong 7 vùng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao. Với làn sóng lập thân lập nghiệp rất trẻ đang lan tỏa mạnh mẽ tại Xuyên Mộc, nông nghiệp xanh sạch của huyện Xuyên Mộc trong tương lai sẽ do chính con em Xuyên Mộc, những người trẻ tạo bước phát triển đột phá. Chuyển sang những thông tin khác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Long vừa chủ trì cuộc họp với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về tình hình quản lý sử dụng các khu đất trụ sở cũ của tỉnh trên địa bàn thành phố. Theo đề xuất của Sở Tài chính, có hơn 30 trụ sở, khu đất được Sở Tài chính đề xuất thu hồi, bán đấu giá. Dự kiến trong giai đoạn 2018-2019, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá 18 trụ sở khu đất.
Tại cuộc họp bàn về tình hình quản lý sử dụng các khu đất trụ sở cũ của tỉnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, đại diện các sở ngành đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cách quản lý khai thác và đấu giá các trụ sở, khu đất công. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Long yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành thành phố Vũng Tàu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch quản lý tài sản công, tránh gây thất thoát tài sản nhà nước. Ông Nguyễn Thành Long yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát trụ sở cũ của các cơ quan đơn vị để xây dựng lộ trình bán đấu giá. Thành phố Vũng Tàu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản hiện hữu cũng như hiện trạng sử dụng trụ sở cũ các cơ quan đơn vị thuộc quản lý của thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, những năm qua, công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được các cấp ngành chức năng nỗ lực thực hiện. Nhờ đó đến nay, hơn 98% diện tích đất trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh khá cao, thế nhưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc. Đó là những vướng mắc gì, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tháo gỡ ra sao? Phóng viên thời sự có ghi nhận sau đây. Bà Rịa Vũng Tàu có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 198.950 ha, trong đó diện tích đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 173.000 ha. Đến nay, 98,32% diện tích của các tổ chức đã được cấp quyền sử dụng và tỷ lệ hộ dân được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 98,13%. Theo ngành chức năng, diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận tương đương khoảng 12.000 ha. Do một số chính sách pháp luật đất đai không phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nguồn gốc đất phức tạp, chồng lấn, đất tranh chấp, việc xác định đơn giá tính tiền sử dụng đất giữa cơ quan thuế và ngành tài nguyên môi trường kéo dài. Thành phố Vũng Tàu là địa phương có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp nhất so với các địa phương trong tỉnh, chỉ đạt 64%. Ngoài những bất cập trong chính sách pháp luật về đất đai, toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chưa được đo đạc. Do đó, thành phố không xác định được đâu là đất rừng, đâu là đất ở để khoanh vùng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân. Tại thành phố Bà Rịa, đến nay diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức cũng mới đạt tỷ lệ 43,5%. Các hộ dân và cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm 98,34%. Nguyên nhân đất chưa được cấp quyền sử dụng cũng chủ yếu do nguồn gốc chưa đảm bảo tính pháp lý, có biến động về ranh giới của thửa đất tại thời điểm xét cấp giấy chứng nhận so với bản đồ địa chính, đất đang có tranh chấp, người sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hiện trạng ranh giới nó rất là biến động rất là lớn. Riêng địa bàn xã Hòa Long, Long Phước là hiện nay là biến động cực kỳ lớn, mặc dù đã đo đạc rồi. Bản thân trong nội ô của thành phố Bà Rịa bây giờ vẫn bị những cái trường hợp biến động rất là lớn. Ranh giới nhà người ta xây dựng hết rồi, có hàng rào rồi, bây giờ đo lại biến động cả mét. Mà biến động cái này biến động do bản đồ, thì cái giải pháp chúng tôi cũng đã bàn với lại cái đơn vị đo đạc. Mình khi đo cho các hộ ký biên bản hiện trạng hết, ký biên bản xác minh hiện trạng, nếu đồng ý với cái hiện trạng đó thì mình sẽ có cái hướng là sẽ điều chỉnh bản đồ theo hiện trạng, chứ không để người dân ký vô rồi phải cầm cái giấy đi làm thủ tục chỉnh lý. Ở những địa phương khác, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cao, nhưng việc cấp giấy chứng nhận cho diện tích đất còn lại cũng gặp nhiều vướng mắc. Thực tế cho thấy còn tồn đọng diện tích đất, nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng nghĩa với việc ngân sách sẽ tiếp tục thất thu, còn người dân gặp khó khăn trong mọi giao dịch liên quan đến nhà đất. Vì vậy, sau kết quả đợt giám sát chuyên đề năm 2018 về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng xử lý vướng mắc đối với những trường hợp phức tạp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức làm công tác địa chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, kết hợp với việc kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, cập nhật thông tin, số liệu về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn từng huyện, thị xã, thành phố. Sở Tài nguyên Môi trường là hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho Ủy ban nhân dân các huyện khi thực hiện cái thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, thì nó xảy ra một số cái khó khăn vướng mắc mà Ủy ban huyện là đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn. Và cái tiếp theo là chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai để cho người dân biết được cái quyền lợi nghĩa vụ của mình để mà sớm đến đăng ký kê khai để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại phiên họp thứ 15 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng là giải pháp tăng cường quản lý đất công. Do vậy, đối với những trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì không rõ nguồn gốc, Sở Tài nguyên Môi trường và các địa phương cần phải thanh tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Sở Tài nguyên Môi trường đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và thị xã rà soát, phân loại, thống kê các thửa đất đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua đó, xác định những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh biện pháp giải quyết cụ thể. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đang khảo sát, đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới đất rừng nằm ngoài quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng để làm cơ sở phân định ranh giới đất lâm nghiệp do nhà nước quản lý và đất do người dân sử dụng, hướng dẫn đôn đốc người sử dụng đất kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và thực hiện các thủ tục lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu diễn ra hội thi thư viện Phòng Hồ Chí Minh 2018 khu vực 4. Dự và chủ trì lễ khai mạc hội thi sáng nay có chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, phó chính ủy quân chủng Hải quân cùng các thí sinh đến từ các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân. Các thí sinh tham dự hội thi thư viện Phòng Hồ Chí Minh cấp tiểu đoàn trải qua các phần thi, cơ sở vật chất bao gồm phòng đọc, giá sách, bàn ghế, nhận thức của nhân viên thư viện, phòng đọc, tổ trưởng tổ hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, tọa đàm sách, giới thiệu về Phòng Hồ Chí Minh, sổ sách nghiệp vụ thư viện Phòng Hồ Chí Minh. Hội thi được quân chủng Hải quân tổ chức tại 5 khu vực nhằm giúp quân chủng đánh giá thực trạng hoạt động của thư viện, phòng đọc, Phòng Hồ Chí Minh ở các đơn vị trong toàn quân chủng. Qua đó tham mưu Bộ Tư lệnh Hải quân các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, phòng đọc, Phòng Hồ Chí Minh tại các đơn vị, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở. Thưa quý vị, Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 50 được tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia, còn Olympic Vật lý Quốc tế 2018 được tổ chức tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, rất trùng hợp, sáng nay, 30 tháng 7, cả hai đội tuyển Việt Nam dự thi hai cuộc thi này đã cùng nhau trở về nước với thành tích xuất sắc. Cả 4 trên 4 thí sinh dự thi Olympic Hóa học Quốc tế 2018 của Việt Nam đều đoạt huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đặc biệt, em Phạm Đức Anh, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cả 2 năm dự thi liên tiếp đều giành 2 huy chương vàng Olympic Hóa Quốc tế. Ở nhà em là có truyền thống làm trong ngành y và dược, thì từ ngày bé thì mẹ thường dẫn em đi đến bệnh viện, thì em nhìn các bác sĩ như những thiên thần áo trắng đang cứu giúp bệnh nhân vậy. Thì điều đấy đã gây ấn tượng rất lớn với em từ những ngày còn bé, cho nên là em từ trước rất lâu rồi em đã có ý định theo học y rồi. Đoàn Olympic vật lý cũng đoạt thành tích xuất sắc khi cả 5 thí sinh dự thi đều đoạt giải, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Thành tích này giúp Việt Nam là một trong số 10 nước đoạt từ 2 huy chương vàng trở lên. Thì có lẽ là mình nên có một chương trình ôn cụ thể khoa học, chia từng phần nào mình cảm thấy yếu thì có thể thực hành nhiều hơn. Còn trước khi thi nên tìm cách để giữ tâm lý thật thoải mái, không nên quá áp lực. Với kết quả 100% thí sinh dự thi đoạt huy chương với tỷ lệ huy chương vàng và huy chương bạc cao, thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế năm 2018 tiếp tục khẳng định hướng đi đúng của ngành giáo dục trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. Thông tin quốc tế tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, tối qua, Đảng Nhân dân Campuchia CPP tuyên bố đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 6 với trên 4,2 triệu phiếu ủng hộ trong tổng số hơn 6,8 triệu cử tri đã đi bầu, chiếm tỷ lệ trên 60% số phiếu bầu. Tỷ lệ ủng hộ này cao hơn nhiều so với số phiếu CPP thu được trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 5 năm 2013. Các đảng giành được số phiếu nhiều tiếp theo trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 6 là Đảng Dân Chủ Cơ Sở được trên 560.000 phiếu, Đảng Phun Sibet được trên 326.000 phiếu, Đảng Liên Minh Vì Dân Chủ được trên 268.000 phiếu. Trước đó, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia tuyên bố cuộc bầu cử đã thành công với 82,17% số cử tri đã đi bầu,
cao hơn nhiều so với con số 69,6% trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 5 năm 2013. Nhiều tổ chức và quan sát viên quốc tế đánh giá cuộc bầu cử lần này diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ hoạt động vi phạm luật bầu cử nào. Hội nghị đối thoại chiến lược Trung Quốc-Anh lần thứ 9 vừa diễn ra tại Bắc Kinh vào sáng nay 30 tháng 7 dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng với Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt. Tại hội nghị đối thoại chiến lược Trung Quốc-Anh lần thứ 9, hai bên đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác thương mại tự do, đa phương và quản trị toàn cầu. Hai nước đều nhất trí cùng nỗ lực để duy trì trật tự quốc tế dựa trên quy tắc để giải quyết các vấn đề trong khu vực. Vào tháng 1 vừa qua, hai nước đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, chăm sóc sức khỏe và thành phố thông minh. Hai bên đã cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược kỷ nguyên vàng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết năm 2018, Hải quân Nga sẽ triển khai tổng cộng 26 tàu chiến mới, trong đó có 4 tàu mang tên lửa hành trình Kalib. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga diễn ra ở thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho biết, từ đầu năm 2018 tới nay, Hải quân Nga đã tiếp nhận 8 tàu chiến mới. Các tên lửa Kalib trang bị cho tàu chiến đã được sử dụng trong khuôn khổ hoạt động quân sự của Nga tại Syria, nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Nhân dịp này, Tổng thống Putin đã chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của Hải quân Nga với sự tham gia của hơn 4.000 thủy thủ, hơn 40 tàu thuyền của các hạm đội Baltic, phương Bắc và Biển Đen cùng hạm đội Caspi. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, liên quan đến thảm họa vỡ đập thủy điện Seven Senamnoi, hôm qua Thủ tướng Lào Somlon Sisoulith thông báo sẽ hợp tác với các quốc gia có doanh nghiệp tham gia dự án đập thủy điện Seven Senamnoi nhằm điều tra nguyên nhân sự cố vỡ đập. Phát biểu khi tới thăm Bộ Lao động và Xã hội Lào, Thủ tướng Sisoulith đã cam kết điều tra kỹ lưỡng nhằm tìm ra nguyên nhân sự cố, khẳng định cuộc điều tra sẽ diễn ra minh bạch và công bằng. Ông nêu rõ, chính phủ Lào sẽ xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 7, đập thủy điện Seven Senamnoi đã bị dở khiến 6 bản làng tại huyện Sanamsay, tỉnh Atapeu, Nam Lào, bị cô lập hoàn toàn. Hơn 100 người mất tích, trong khi đã có 13 bản chịu ảnh hưởng. Đập thủy điện trên là dự án hợp tác trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ giữa công ty xây dựng và thiết kế SK Hàn Quốc, công ty điện lực Đông Hàn Quốc, công ty Ratchaburi Genenpro Holding của Thái Lan và một công ty điện lực của Lào. Tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mưa lũ hoành hành và các đợt nắng nóng xảy ra tại nhiều nước châu Á, châu Âu trong những ngày qua là hệ quả của biến đổi khí hậu. Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa đưa ra cảnh báo, nếu không có các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu, thì tới cuối thế kỷ này, nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước. Phó Tổng Giám đốc WMO, ông Elena Mananenkova cho rằng, nếu các nước không hành động, nhiệt độ trung bình của thế giới sẽ tăng 8 độ vào cuối thế kỷ này, và mực nước đại dương sẽ dâng cao hơn khoảng 30 mét. Khi đó, nước biển sẽ nhấn chìm các thành phố, sân bay, các tuyến đường sắt và cơ sở hạ tầng khác nằm ở độ cao đúng bằng mực nước biển. Ông Elena Mananenkova nhận định, biến đổi khí hậu là hiện tượng toàn cầu. Nếu một quốc gia đốt nhiều than, thì sẽ không chỉ nước này bị ảnh hưởng, mà tất cả các nước còn lại. Do đó, tất cả các nước đều phụ thuộc vào nhau. Không quốc gia nào có thể làm tất cả những gì họ cho là cần mà không ảnh hưởng tới ai. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 30 tháng 7. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới trường gió Tây Nam vẫn đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, gây mưa cho khu vực tỉnh. Mặc dù mưa không lớn, nhưng trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra hiện tượng gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Mưa có xu hướng tập trung nhiều vào thời điểm trưa chiều và đêm. Ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%.
Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm từ 65 đến 90%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ, có lúc biển động. Tại Vũng Tàu, ngày 31 tháng 7 năm 2018, mực nước cao nhất 360cm xuất hiện lúc 4 giờ 30 phút, thấp nhất 60cm xuất hiện lúc 21 giờ 45 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự nổi bật trong bản tin Mảnh ghép cuộc sống 21 giờ 50 phút tối nay. Mời quý vị theo dõi. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.